Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân Và xin chào các anh em trên Youtube Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục cùng các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân Quân tập số 389 à, Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là viên cương Sau khi vào thánh cảnh thì vẫn rất là cứng, rất là cương Khi đối mặt với lại lữ vô song mà vẫn... Gọi là vẫn không sợ Và liệu số phận của viên cương như nào Và trong khi đó thì Nghĩa Đạo đang tìm cách Để cứu được viên cương Và cái cách của Nghĩa Đạo Sẽ như thế nào Chúng ta tiếp tục đến các diễn biến tiếp theo Của bộ truyện nhé Nào Mời các bạn vào lắng nghe tập số 389 Đạo quân hai người đi về phía kén tầm trên cao đốc vô hư ngừng đầu nhìn hỏi muốn làm gì lữ vô song đáp đà thương đệ tử ta hãy bắt y nếm thử trùng phệ hình đốc vô hư nhìn ngọc tầm đang ăn lá cây ở trên nhánh cây xung quanh đã tra hỏi được gì chưa lữ vô song nói rất mạnh miệng. Đốc vô hư nói. Hẳn là vậy. Cứ giao cho phương miễu các thẩm vấn đi. Làm sao? Làm can tới tận đầu của ta. Ta trừng phạt một chút không được à? Đốc vô hư xoay người đi. Lữ vô song nhìn người đang bị treo. Cũng xoay người đi. Hai người ra khỏi không gian trong lòng đất bởi thế là ánh mặt trời đốc vô hư lại mở miệng nói lữ vô song ngươi muốn trừng phạt ta không có ý kiến nhưng mà đừng nên làm chết người lữ vô song đáp ta giết người như vậy người cũng có thành kiến sao đốc vô hư xoay người mặt đối mặt lạnh lùng này ta muốn biết ngươi và ô thường đều đã vội vã muốn có được hắn là có ý gì Lời này ta nói đã đủ rõ chưa? Nếu người người của vô song thánh địa không muốn mọi người bị bắt cút ra khỏi vô lượng viên. Nếu người không muốn mất đi quyền khống chế vô lượng viên. Thì tốt nhất đừng nên dùng quốc kết kế giết người, diệt khẩu với ta. Rất lời thì tay áo vung lên. Trần hóa thành một nhân vật Ta muốn biết ngươi và ô thường đều vội vã muốn có được hắn là có ý gì Lời này ta nói đã đủ rõ ràng chưa Nếu người của vô song thánh địa không muốn bị bọn người bắt cút ra khỏi vô lượng viên Nếu người không muốn bị mất quyền khống chế vô lượng viên Thì tốt nhất đừng nên dùng kế giết người diệt khẩu với bọn ta Rất lời tay áo vùng lên Chợt hóa thành một nhân ảnh bắn về phía không trung lữ vô song mắt lại nhìn theo tiếp đó trong một thời gian ngắn mấy người trong cửu thánh đều lần lượt tới đó đều tự mình tới quan sát viên cường trong giọng nói đều lộ ra ý tứ không khác nhau mấy ngoài thành nam châu hiếm khi mới có khách tới ngồi một mình bên khe suối trong rừng già uống rượu chính là triệu hùng ca Người hữu đạo đi dọc theo khe suối, đi tới bên cạnh gã, ném một vỏ rượu tới. Nếm thử xem. Triệu Hùng Ca nhìn không buồn nhìn, dơ tay lên đón được. Vô sự lại ân cần, tất công mưu đồ. Nói, vội vã muốn gặp ta là có chuyện gì. Trên tay mở vỏ rượu. Sau khi thử một ngụm thì chậm rãi tưới rượu vào trong hồ lô. Người hữu đạo nói. Hai loại rượu khác nhau hòa vào Không sợ mùi vị không bình thường sao Triệu Hùng ca đáp Hiểu được cách uống là được Người hút đạo nói Quả nhiên mà là một tiểu quỷ Đám người thích tính toán qua lại như các người có thể lòng thanh thản tới đây thăm rượu sao? Nghiếu đạo vút lại vằn trường sam ngồi xuống. Có chuyện, ngươi phải giúp ta. Triệu Hùng ca đáp Nào có chuyện gì đáng nói Người Húc Đạo nói Cứu người có tính không Triệu Hùng ca quay đầu nhìn hắn Ai Người Húc Đạo nói Người người cũng quen biết là huynh đệ của ta Viên Cường Triệu Hùng ca nói Ta nghe được tin tức bên ba giáo Là hắn đã bị tóm vào thánh cảnh rồi Ngươi bảo ta giúp ngươi sao? Giúp thế nào Không phải Sao việc này ra đại nghĩ không nhỉ Không thông nhỉ Chuyện vận binh bọ cạp này ngươi không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu sự quan tâm sao Ngươi đã có thể đến đi làm cái loại chuyện này à Việc này một lời khó mà nói hết Người hữu đạo không muốn lừa gạt hắn Nói chuyện từ đầu chí cuối cho gạt Thì ra là thế Triệu Hùng ca khẽ gật đầu giơ tay uống một hớp rượu. Việc này ngươi tìm ta cũng không có tác dụng đâu. Ta không cách nào có thể giúp được ngươi. Ngươi không thể để ta vào thánh cảnh chém giết cướp người được chứ. Nếu thực sự là vậy thì ngươi cảm thấy khả thi à? Ngươi húp đạo nói. Nói đùa. Chuyện không thực tế ta cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi yên tâm. Không cần ngươi đi đánh, đánh giết giết đâu. Ngươi chỉ cần đứng ra giúp ta, tìm một người là được. Chỉ cần người nọ đồng ý giúp đỡ Vấn đề không lớn Triệu Hùng Cao hỏi nghi Người nào Người hữu đạo nói Ô thường Triệu Hùng Cao ngơ ngẩn chậm rãi Quay đầu nhìn về phía hắn Người nói đùa Người hữu đạo nghiêm túc nói Ta không nói đùa Cho hắn ta Cho hắn tam ma điện Điều kiện này hắn ta sẽ không thể chối từ. Hắn tất sẽ nghĩ tất cả biện pháp để bảo đảm sự an toàn cho viên cường Hiện nay trong cửu thánh Người duy nhất thích hợp làm việc này cũng chỉ có hắn Người điên à Triệu Hùng ca giết lên đứng dậy muốn rời đi Nghiếu đạo đứng dậy theo kéo tay gã lại Sư thúc Viên cường đã rơi vào tay thánh cảnh Ngoại trừ bản thân cửu thánh ra Không ai có thể cứu viên cương được Chợ Hùng Ca vung tay Người hút đạo nắm lại không rời Hai người giằng co Cuối cùng triệu Hùng Ca xoay người đối mặt với anh. Người có biết sau khi ô thường Có được ma điền thì sẽ có hậu quả như thế nào không Ở trong đó có bí pháp Luyện chế nhà tướng Một khi bị án nắm giữ được hậu quả không thể lường được Người hút đạo nói Chuyện này Ta đã nghĩ tới rồi Người yên tâm sẽ không có vấn đề Hàm mất luyện chế đại quân nhà tướng cũng không cũng cần phải có thời gian mới được bây giờ chúng ta chính là tranh thủ thời gian với hắn sử thúc ta cần thời gian huống chi hắn cũng không có khả năng sẽ có ngày thành công nếu thực sự không được sẽ tung tin trong tay hắn có ma điện ra đến lúc đó tám thánh khác tất nhiên sẽ đối phó với hắn sử thúc người đã nghĩ tới chưa hắn có được ma điền cũng có nghĩa là chúng ta nắm giữ bí mật quán Hắn sẽ không dám để dễ dàng làm sàng bệnh Hắn cũng sẽ không dám có chủ ý gì với Thượng Thanh Tông nữa Một thời điểm Có bỏ mới được Có vụ giao dịch này Vô hình trung hắn sẽ bị kiềm chế Vô hình trung sẽ đứng bên chúng ta Đối với chúng ta thì chỉ có cần hành động thỏa đáng ắt sẽ có triển vọng Triệu Hùng Ca nhìn hắn nói Người đừng có thể hiện cái dáng vẻ này với ta Người cứ nói toạc ra như vậy Cũng không có thể nào buông tay ra Người hút đạo biết là khó có thể thuyết phục được cả Thẳng Thắn lời dài dòng nữa Triệu Hùng ca Nếu người cứ khăng khăng không muốn làm như vậy Ta liền nói lời thẳng thắn Ma Điền này Chỉ là thứ do thánh nữ mà giáo giao cho ngươi Tạm thời bảo quản Ngươi chỉ chịu trách nhiệm bảo quản Ta mới là chủ nhân của ma điện Ta có quyền quyết định nên xử trí như thế nào Triệu Hùng Ca mắt lạnh nói Người nhất định không buông tay sao Nghiêu hữu đạo này Ta biết người không tìm Ta dẫn người đi gặp một người Sau khi người đi gặp người đó sẽ tự tin đó là thật Triệu Hùng Ca không biết hắn lấy cái gì Mà lại chắc chắn như vậy Gặp ai Người hữu đạo nói Thánh là sát Cánh tay của Triệu Hùng Ca ra sức vung thoát khỏi sự lôi kéo chỉ vào mũi quan nói Ta biết là trước đây chớ nên nói cho người biết mà Ta biết là người sẽ nghĩ đến biện pháp để đạt được mục đích của người Ta đã sớm cảnh cáo người Không nên đặt chú ý vào ma điện Ta đã sớm nói với người rồi Mặc kệ người dùng biện pháp gì Cho dù mang thánh la sát tới trước mặt của ta Cũng sẽ không bị thủ đoạn của người mê hoặc Thủ đoạn gian trá của người đừng có mà áp dụng lên người của ta Đừng có mơ ta sẽ làm theo người Việc này không có gì hay để mà thương lượng đâu Dứt lời liền rời đi. Người hữu đạo nói. Người đã không nói đạo lý mà còn muốn đi sao? Giơ tay lên làm thủ thế. Bịch một tiếng. Một thân ảnh như là quỷ ảnh chợt xuất hiện ngăn chặn trước triệu hùng ca. Chính là Vân cường Thế tới của đối phương khiến cho triệu hùng ca thất kinh. Cảnh giác cao độ. Người hữu đạo nói. Sư Thúc. Đừng lãng phí khí lực. Nàng ta có thù vi nguyên anh kỳ Thực lực của ngươi so với nàng ấy căn bản không cùng một cấp bậc. Ta không thể làm gì khác là bắt ngươi đi thôi. Nguyên Anh Triệu Hùng Ca nghi ngờ đánh giá. Sau đó lại từ từ quay đầu nhìn chăm chú Nghi Hữu Đạo. Cho dù ta phải liều tới mức cá chết rách đấy cũng sẽ không khiến ngươi được như ý. Nghi Hữu Đạo nổi giận nói. Triệu Hùng Ca Còn mẹ nó, ngươi có bị bệnh không vậy? Còn có thể nói đạo lý không chứ? Thượng Thành Tông cũng bị vì đám người ngoan cố không chịu thay đổi như ngươi Mới có thể rơi vào cái tình trạng như ngày hôm nay Hiểu không? Tỉnh người lại đi Triệu Hùng Ca nói Ngươi tìm người tới uy hiếp ta Đây là nói đạo lý của ngươi à? Ngươi hữu đạo này Ngươi không chạy lấy người Thì ta cần uy hiếp ngươi sao? Ngươi đang cố tình cây sự Ta nói cho ngươi biết Trước tiên ngươi đi cùng ta gặp người nếu như sau khi gặp người đó Người còn cảm thấy ta đang lừa dối người Thì người không làm theo lời ta cũng được Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Nói lời giữ lời Triệu Hùng Ca đập tức chỉ ngón tay tới nói Đây là do chính người nói đấy Gã đã quyết định rồi Cho dù đối phương có dở cái trò gì Đều kiên quyết không tin Người hút đạo vùng tay lên Đừng nói nhảm Không có thời gian dung giải với người tọa kỵ phi cầm của người đồng dẫn đường đi chờ một lúc ba người từ một nơi nào đó trong sơn đâm điều khiển tọa kỵ phi cầm bay lên trời do vân cơ tự mình điều khiển bay về nơi xa phân biệt phương hướng trên không trung một chút triệu hùng ca hỏi đi đâu nghi húp đạo nói còn có thể đi đâu đi gặp thánh là sát đương nhiên phải tới điệp mộng huyễn giới Triệu Hùng Ca nói Bên kia có thủ vệ Có thể vào được không Nghĩa hữu đạo than thở Triệu sư thúc của ta Chuyện nhỏ này cũng cần ngươi phải quan tâm sao Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ đó mà ta cũng không làm được Thì còn muốn làm cái gì nữa Ngươi yên tâm Tất cả ta đều đã, đã chuẩn bị xong Cho dù ngươi nằm Ta cũng có thể mang ngươi đi Ngươi cứ theo ta là được Chuyện này cũng không phải là gì mạnh miệng đã nhiều năm như vậy hắn luôn chậm rãi Ở bên một tâm lưới Bây giờ thiên hạ nơi này Nơi hắn không thể đi tới thực sự là không nhiều Triệu Hùng Ca im lặng không nói Đối với lần này gã lại không có gì hoài nghi Bằng vào thực lực của người này Ngay cả thánh cảnh cũng có thể ra vào Đẹp mộng nguyễn giới chắc chắn không làm khó được hắn Nhưng mà cũng chính vì như vậy Triệu Hùng Ca cũng không tin hắn Bởi vì như thế cũng hoàn toàn là có năng lực gian lận Sau khi nhóm ba người tới gần cửa ra vào điểm mộng huyện giới, sớm đã có người đúng thời gian ước định chờ bọn họ. Chờ bọn họ không phải ai khác chính là trường môn vạn thu môn Tây Hải Đường. Tất cả đều nằm trong kế hoạch kín đáo của người hữu đạo. Từ lúc bắt đầu mời Triệu Hùng Ca gặp mặt đã quyết định Triệu Hùng Ca sẽ tới đây. Không tới không được. Vân cơ chỉ là chuẩn bị sẵn. Nếu không liền bắt phải tới. Sau đó Tây Hải Đường ở nơi này chuẩn bị tiếp ứng dáng vẻ cực kỳ chắc chắn. Tây Hải Đường vừa chạm mặt Triệu Hùng Ca, hai người đều sừng sốt một chút. Tây Hải Đường không ngờ Nghiếu Đạo lại dẫn Triệu Hùng Ca tới. Triệu Hùng Ca cũng không ngờ ở Tây lại có Tây Hải Đường đích thân tiếp ứng. Có trưởng môn của Vạn Thú Môn ở đây, muốn vào Điệp Mộng Huyễn Giới do đệ tử của Vạn Thú Môn canh gác đương nhiên sẽ không có vấn đề. Không nhiều lời, Tây Hải Đường ném ra một cái bọc. Bên trong có mấy bộ y phục đệ tử vạn thu môn Các người thay đi Ba người nghe theo Sau khi thay hình đổi dạng Đến đi theo Tây Hải Đường Đệ tử vạn thu môn là đẹp mộng huyễn giới Không có nghi vấn gì Chỉ hành lễ Tây Hải Đường dẫn người không chút chậm chẽ Tiến thẳng vào trong đó Thế giới kia Một quang cảnh kỳ huyện khác Tây Hải Đường đi vào gặp đệ tử Thì tùy tiện bắt chuyện vài tiếng sau đó liền dẫn ba người tới nơi hẻo lánh trong điểm mộng nguyễn giới đã thay đổi so với lần đầu nghiêu đạo tới khu quang thảo đã khuếch trương thêm không ít đang từng bước ăn lên không gian sinh tồn của điểm la sát sau khi tới sát bên khu hẻo lánh cạnh khu quang thảo tìm được vị trí ngoài tầm mắt của người ngoài tây hải đường dừng bước xoay người hỏi nghiêu đạo cần bao lâu nghiêu đạo nói thời gian cụ thể không xác định Suy nghĩ tới thời gian đi lần trước Chỉ ít trong 3 ngày không về được Thuận lợi cũng phải sau 3 ngày Tây Hải Đường hơi trầm mặt Ta không thể luôn canh ở đây không đi được Sẽ dễ bị người khác nghi ngờ Nhìn xung quanh một chút Chỉ một tảng đá lớn Nếu các người muốn trở về Thì để lại ký hiệu trên tảng đá này Rồi tìm một chỗ ẩn thân Mấy ngày nay ta sẽ bố trí một chút Ba ngày sau Mỗi ngày sẽ định kỳ tới huyễn giới đó dò xét Nhìn thấy ký hiệu sẽ chờ gặp các người Sau đó sẽ dẫn các người ra ngoài Nghi đạo gật đầu Tốt Cứ như vậy đi Tây Hải Đường liếc mắt Nhìn người khác Không nói nhiều nữa Xoay người rời đi Bốn phía u tĩnh Kỳ quang sáng lên kỳ dị. Triệu Hùng Ca nhìn quang cảnh kỳ huyễn rộng rãi phía xa Phải thâm nhập vào trong đó sao Bên trong đếm không xuể đẹp la sát Ngươi có biện pháp đi tới được không Không có biện pháp đi tới thì sao phải tới đây Người hút đạo quăng ra một câu Quay đầu lại hỏi Vân Cơ Vị trí đại thể của thương tụng hành cung Người còn nhớ không Triệu Hùng Ca nghe vậy thì quay đầu nhìn trọng trọng Phần cờ cũng quay đầu nhìn ra một chút So phương hướng đang đứng Lại nhìn sâu trong kỳ huyễn phía xa Ánh mắt cuối cùng khóa lại một hướng Hơi vốt cảm nói Có ấn tượng Hẳn có thể tìm được Người hữu đạo nói Hầu từ không ở đây Hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Chợ Hùng ca đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, Phát hiện mặt đất trầm xuống Nhìn hai bên phát hiện Vân cơ đang thi pháp Ba người cùng nhau trầm xuống Sau khi dung hợp vào mặt đất Cơ thể ba người ở trong bóng tối Giọng vân cơ truyền tới Đường xá xa xôi Tốc độ độn vốn chậm Ta đã phải thi pháp mang theo hai người Các người nên sẽ chậm hơn Ta ở phía trước mở đường Các người theo sát ta Tốc độ có thể nhanh hơn không ít Được Tiếng đồng ý của Nghi Hữu Đạo vân cơ dùng một tay ấn ấn trên tầng đất lập tức thế tầng đất phía trước khuếch trương sang hai bên nàng đi nhanh một đường về phía trước Người hút đạo và triệu hùng ca thì bay sát theo phía sau đoạn đường này ngoại trừ thỉnh thoảng ngoi lên khôi phục khí pháp vân cơ đi ra kiểm tra tình hình và phân rõ điều chỉnh phương hướng thời gian còn lại đều di chuyển dưới đất trong bóng tối không biết thời gian đã trôi qua như thế nào Nói chung cảm giác trôi qua hồi lâu Khô khan vô vị Làm cho người ta có cảm giác nặng nề phát ngán Một khi lần nữa xuất hiện Ở trên mặt đất thì thông khí Cũng tiện quan sát phương hướng Thì triệu hùng ca chui lên từ một cây đại thụ Rốt cục không nhịn được hỏi một câu Còn bao lâu nữa Vân cờ đi tới chỗ hồng Hồng vừa, vừa xuất hiện trên chỗ rẽ cây Dơ tay lên chỉ phía trước Người hút đạo đi tới Thuận thế nói theo một câu tới rồi triệu hùng ca lập tức đi tới chỉ thấy rừng rậm phía xa có một tòa cung vũ nghi ngờ hỏi nơi đó chính là thương tụng hành cung à ngưu đạo không để ý tới gã nghiêng đầu nói với vân cơ nghỉ ngơ một chút trước tiên khôi phục đầy đủ pháp lực đã vân cơ gật đầu xoay người từ chỗ hồng trở về bên trong mượn rễ cây che chắn khoanh chân ngồi xuống nhất định phải có thứ che chắn ở đây có quá nhiều điểm la sát Một khi bị phát hiện sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ Thậm chí là có thể sẽ gây ra phiền phức Triệu Hùng Ca nói Nếu đã tới thương tụng hành cung Vì sao không qua đó rồi nghỉ Người hữu đạo nói Thánh la sát rất nguy hiểm Mặt Triệu Hùng Ca tỏ ra trâm trọng Không phải người nói người là chủ nhân của nó sao Người hữu đạo nói Cho nên ta hiểu rõ ràng hơn người tình huống của nàng bây giờ nhất định là mất hết tính người ta là vân cơ đã từng bị nàng đả thương rồi không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước tiên phải khôi phục đầy đủ pháp lực để ứng biến dứt lời cũng trở về bên trong tìm chỗ che chắn ngồi xuống triệu hùng ca không biết thật giả thế nào nhưng mà thoạt nhìn thì không giống dáng về đùa dẫn sau đó cũng tìm một nơi ngồi xuống đợi sau khi khôi phục đầy đủ pháp lực vân cơ lần nữa dẫn hai người phá địa trầm xuống khi lần nữa lùi lên mặt đất Mặt đất xuất hiện phiên đá che Nghiếu đạo dơ tay ý bảo cẩn thận Vân cờ hơi gật đầu Nhẹ nhàng lật đá phiến ra Dơ chân rậm rãi Giờ có một bên Ở bên ngoài có quang mang bật lên chiếu vào Mở ra Vân cờ nghiêng tai lắng nghe một hồi Mới ló đầu nhìn xung quanh xác nhận Không có gì mới lắc mình ra Nghiếu đạo cũng đi theo Chờ ông ca ra ngoài cuối cùng ngắm nhìn bốn phía Chỉ thấy một tòa cung thành cổ xưa Đã chịu đủ sự ăn mòn của năm tháng Các loại dây sáng bao trùm bên ngoài Mặt của Triệu Hùng Ca kinh ngạc Nơi đây thực sự là hành cung thương tụng à Người hữu đạo đặt ngón tay lên miệng Thấp giọng nói Nhẹ một chút Cảnh giác bốn phía Vân cơ cũng thấp giọng Lần trước tới Che phủ ở đây dường như đều bị người ta mở ra phong tỏa Dẫn tới trận pháp biến đổi lớn Nên đã biến mất hết rồi Người hữu đạo nói Dù sao đã qua mấy năm Đã dài ra cũng bình thường Chợ Hùng Ca không biết ai đang nói cái gì Trong lòng tự nhắc nhở chính mình Người hữu đạo lại giả dối quỷ kế đà đoàn Cho dù bọn họ có nói cái gì Cũng không thể tin sau khi quan sát kỹ một chút Vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thường Lại nhắc nhở hai người Nơi đây dường như không thấy tung tích của Điệp La Sát Có phải các người cẩn thận hơi quá rồi không? Vân Cơ nói Không có Điệp La Sát khác Nguy hiểm hơn Nói rõ Điệp La Sát khác không dám xông vào đây Nghiêu đạo hiểu ý của nàng Mìm cờ gật đầu Thờ phào nhẹ nhõm Xem ra phán đoán của ta không sai Nơi này chính là vương cung của nàng Cũng là nơi của nàng Nàng có thù ở đây Sợ là sợ thánh la sát chạy tới nơi khác Nếu có thực là vậy thì sẽ phiền toái Trong điệp bộng huyễn giới mờ mịt này Làm sao có thể tìm được triệu Hùng ca nghe hiểu Hỏi Vân Cơ Người không phải đã đến cảnh giới Nguyên Anh rồi sao Cũng lo không phải đối thủ của Thánh La Sát à Vân cờ lấy cả một cái lười trả lời Nhìn xung quanh không thấy bất cứ dị thường nào Người hướng đạo chỉ một hướng Đi Đi tới chỗ nằm đó giam cầm nàng tìm thử đi Đây không phải lần đầu tiên tới Đối với thông đạo trong cung thành này Còn có ấn tượng đại thể Hắn dẫn đầu đi về phía hậu cung Chỉ có điều vừa đi vừa cảnh giác bốn phía Không có cách nào như hắn đã nói, bây giờ Thánh La sát đã mất hết tính người, thêm nữa thực lực cường hãn, bị nàng đánh lén một cái thì sẽ không chịu nổi. Một đường yên tĩnh, không tìm thấy động tĩnh khác. Ngưu đạo thì thầm một câu. Lẽ nào không ở đây? Không lâu sau nhóm ba người đi tới bên ngoài cung điện hành hình trụ bằng kim loại, cũng là nơi đã từng phong ấn Thánh La sát. Nhưng mà mới vừa đi tới cửa vào cung điện, nhóm ba người vừa mới uấn muốn leo lên đài kim loại thì ba người cùng lúc cứng lại cảm giác được đột nhiên có vật gì đó bịch một cái xuất hiện trước mặt bọn họ tốc độ rất nhanh ánh mắt ba người cùng nhìn chằm chằm về phía bậc thang trên bậc thang đột nhiên xuất hiện cái bóng của ba người bọn họ có ánh sáng đột nhiên tỏa ra sau lưng còn có khu vực điện vũ đã được ngân huy chiếu sáng không ít tới rồi Khóe miệng Nghiếu Đạo giật giật cười gượng Triệu Hùng ca muốn xoay người Nghiếu Đạo lại nâng khẽ tay Ý bảo gã đừng nên đột sột Ba người nhất thời đều cứng lại Không dám hành động thiếu suy nghĩ Nghiếu Hữu Đạo này Vân cờ. Một khi có biến thì đỡ trước một chút Vân cờ hít sâu một hơi Đột nhiên xoay người Con người đột nhiên co lại trầm giọng nói Là nàng Hai người ở phía sau lúc này mới chậm rãi xoay người Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện phía sau Thì Nghĩ Hữu Đạo lần nữa gượng cười Châu ông Ca thì kinh ngạc sợ hãi Hai người khác đều nhìn thấy Nhưng mà không thể trách được Vì đây lần đầu tiên gã được gặp thánh lá sát trong truyền thuyết Quái vật trước mắt Đầu là tóc dài thủy ngân Không gió mà bay Phiêu diêu nhẹ nhàng Vô cùng mê loạn Eo thon Tứ chi gầy nhỏ Giáp cốt bên ngoài màu bạc Bao lít cơ thể ưu mỹ Trên gương mặt hình trứng ngỗng đẹp đẽ ngân giáp cứng rắn đôi con ngươi lạnh lùng răng nanh lợi trào phía sau có một đôi cánh hồ đẹp to lớn tản ra ánh sáng màu bạc nhu nhu mỹ nên tổng thể tràn đầy mỹ cảm đáng sợ mặc dù triệu hùng ca lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mà lại không hề hoài nghi không giống với điệp la sát khác đây nhất định là thánh la sát trong truyền thuyết tiếp theo gã nghe được tiếng nói thanh thúy dễ nghe như là tới từ hư không của thánh la sát vì sao lại xông vào thành của ta ngiếu đạo nở nụ cười khỏi ngân nhi ngân nhi trong mắt thánh la sát hơi hiện lên thần sắc mê mặt hình như ta từng nghe nói tới cái tên này nhưng mà ánh mắt rất nhanh lại khôi phục sự thở ơ. vì sao lại xông vào thành của ta Nghiêu hiếu đạo này Ngân nhi là ta Có nhớ không Hắn giơ tay lên kéo mặt giả trên mặt Hắn giơ tay lên Kéo mặt nạ trên mặt xuống Thánh đa sát nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn Trong mắt lần nữa hiện lên sự mềm man Nhưng mà lại dần dần khôi phục sự thở Đột nhiên nói hai chữ Ngoại tộc Lợi trào đồng thời Lấy thế nhanh như chấp vụ ra Đã sớm phong bị cao độ Vân Câu đột nhiên xuất thủ, phất tay một cái, cạch một tiếng, một tiếng vang dội gió mạnh buôn phía. Nghiếu đạo đầy bà vai triệu hùng ca, hai người nhanh chóng sáng tránh sang một bên. Thấy bị ngăn trở, thánh đã sát giết lên tiếng huyết sáo dữ tận. Thân hình nhanh như mị ảnh. Vân cờ cũng đé người lên. Trong giây lát hai người lao vào đấu với nhau. Quy được cuộc giao thủ giữa hai người thực sự là quá cường đại. Hai bóng người lồng vào nhau mặt đất nứt ra, phiến đá bị hất bay như trang giấy, thậm chí là bị chấn động đến nát thành bột phấn. Nhanh chóng liền song song, đánh từ mặt đất lên trên không trung. Một thân ảnh cùng quang ảnh quay bay lại ở trên bầu trời cung thành. Chỉ dựa vào khí thế và tiếng gầm lúc giao thủ này, còn tốc độ tấn công qua lại đó, ngẩng đầu quan sát. Triệu Hùng Ca phát hiện thân thể này mình ngay cả tư cách nhúng tay vào cũng không có, cũng xác nhận. Vân cơ kia chính xác là có tù vi nguyên anh cảnh. Không trùng có một tia ngân quang văng ra, sau đó lại giống như là tia chớp quay lại, tựa như là một tia thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Bịch một tiếng, một tiếng vang rội như là sấm sét. Một thân ảnh như là sao trồi đập trên mặt đất, đánh thèm vào cái hố to. Bóng người lại nhanh chóng từ trong hố lóe lên, rơi xuống đất. Chính là vân cơ sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm bầu trời Khóe miệng là máu tươi Cúi xuống nhìn vị trí giữa ngực và vai mình Đã có năm cái lỗ máu Phù không Thánh là sát nhẹ nhàng vỗ hai cánh Từ trên cao nhìn xuống khinh thực Vân cơ chật cắn giang hồ Người hước đạo Người tên chết tiệt này Không phải người nói người có biện pháp ngăn cản sao Ta không đỡ được nàng ta nữa Nếu còn đánh tiếp nữa thì ta sẽ chết trong tay nàng Nếu người còn không ra tay Đừng có trách ta ném ác Ném các ngươi lại chạy trước đấy Trước đây lúc nàng mới gặp thánh la sát Đã thiếu chút nữa mất mạng Bị đánh bị thương Phải chui xuống đất mà chạy Sau đó cũng chưa được nhìn thấy hữu đạo thu phục thánh la sát Lần này thuần túy là căn cứ vào sự tín nhiệm của hữu đạo mới tới Thêm nữa là đột phá tu vi tân nguyên anh cảnh Mới dám cứng đối cứng với thánh la sát Kết quả giao thủ một cái đã phát hiện Ra thực lực tân tấn nguyên anh của mình có tranh đạch không nhỏ so với thánh la sát cho dù là tốc độ tấn công hay lực đạo tấn công cũng không bằng hơi giao thủ một cái trong chốc lát đã cảm thấy chịu không nổi đã bị đả thương rồi còn tầng giáp cứng trên người thánh la sát chính là lớp phòng hộ trời sinh hơi đụng vào thì nên có thể cảm giác được khả năng đau thương bất nhập nàng biết rõ nếu cường ngạnh chống đỡ thì căn bản là không chịu được nổi nữa nếu cường ngạnh chống lại thì chỉ cần một sai lầm là có thể bỏ mạng nào còn dám mạo hiểm nữa không trực tiếp chạy trốn là may rồi đang trốn một bên triệu hùng ca nghe tiếng thì nhìn về phía nghiếu đạo nghiếu đạo nhếch nhếch miệng hắn cũng chưa thực sự nhìn thấy thực lực nguyên anh chân chính như thế nào có muốn mượn vân cơ để ước định thực lực nguyên anh tiện thể cũng có thể so sánh thực lực của thánh là Sát còn muốn quan sát thêm ai ngờ vân cơ nhanh như vậy đã không thể chịu được được vì thế hắn cũng không biết Suốt cục là do thực lực thánh la sắt lợi hại hay là do thực lực tân tấn nguyên anh của vân cơ không đủ nhìn dáng vẻ của vân cơ thì mình không tự mình ra tay không được lúc này mới lắc mình ra nhanh như chớp tới bên cạnh vân cơ dẫn nàng ấy tới trước mặt đất công kích từ trên xuống đất ta lại ở trên mặt đất thì quá cố sức có thể sẽ không chịu được ta vừa động thủ tham gia ngươi lập tức lùi lại đừng nên chủ động tấn công nữa nghi hữu đạo dặn dò một câu sau đó nhanh chóng lùi về phía sau nhìn thấy hắn dám tự mình ra sân vân cơ nhất thời yên tâm không ít ít nhất là xác nhận hắn không lừa mình nhưng mà còn không đợi hai người kịp làm gì không trung đoé lên ánh bạc thánh la sát lần nữa lao xuống tự như là tia chớp tấn công về phía vân cơ có lời nói của nghi hữu đạo làm vững tầm vân cơ cũng biết nên làm như thế nào không hề lấy cứng đối cứng nữa nhanh chóng rắc mình hạ xuống mặt đất vừa toàn lực chống đỡ vừa nhanh chóng lui về phía sau thu hút thánh lá sắt đi theo mình còn nghiếu đạo ở chính giữa chỗ hai người đang đuổi giết bảo kiếm tuốt khỏi vỏ trong cầm, cầm trong tay tìm đúng cơ hội đột nhiên mạnh mẽ cắm vào đánh tới vị trí hai người đang giao thủ vèo một tiếng vần cờ như ma ảnh sượt qua người hắn nhìn thấy người có tham gia gây trở ngại thánh lá sắt chợt hiện thân phất tay đánh ra một kích thần kinh căng thẳng phòng bị người hữu đạo nhanh chóng đẩy kiếm từ song trường ra cạch một tiếng một chảo đánh trúng thần kiếm phụt một ngụm máu tới điên cuồng phun ra người hữu đạo như là một ngôi sao trồi bay ra ngoài lăn độn ngoài mười trượng kiếm trong tay hóa thành ngân quang văng ra xa lóe lên lui ra ngoài vân cờ suýt nữa thì trợn lắc cả mắt rất muốn hỏi nghiếu đạo một chút Người có thể ngăn cản nổi sao Dưới tay người ta giống như là một tờ giấy nhỏ Không chịu nổi một kích Người ngăn cản thế đó sao Điên rồi à Triệu Hùng Ca cũng há bồm sững sờ Cuối cùng có nghi hoặc cũng như vậy Sau khi nằm xuống Lại sạc ra một bung máu Hai tài nghiếu đạo Đó là tiếng ong ong Dùng sức lắc đầu Mạnh mẽ thi pháp mới ổn định bóng mờ trong tầm mắt Mới phát hiện Hộ khẩu của hai tay Đã vỡ toang, Nứt ra rất sâu Máu thịt bè bét Máu mề đầm đìa Khóe miệng cũng là máu mề đầm đìa Hai tay trông xuống đất cố sức đứng lên Hai tay run rẩy Hai chân cũng đang run không ngừng Thân thể và gân cốt giống như là bị cắt thành từng mảnh nhỏ vậy Cảm giác này thật không dễ chịu Nghiếu đạo cười khổ Lực công kích quá khung bảnh Cũng quá mau lẻ bằng vào tu vi và tốc độ của hắn vận chuyển được càn khôn cũng khó mà hoàn toàn hóa giải được dư uy công kích còn sót lại cũng có thể đánh gục hắn hơn nữa tổn thương lần này dường như còn nghiêm trọng hơn so với lần đầu tiên bị thánh la sát đả thương tại sao lại như vậy hắn vốn cho rằng tu vi của mình đã cao hơn năm đó không ít ứng phó hắn đã có khả năng cao hơn mấy phải chứ rất nhanh hắn đã hiểu lúc thánh la sát đang dùng hết sức công phu đánh với vận cờ Công kích nhanh chóng, mình đã đột nhiên xen vào, hậu quả có thể tưởng tượng được, không hề giống với một kích mình chịu của Thánh La là Sát năm đó. Còn muốn đối mặt, đối đầu với Thánh La Sát thì sợ rằng mình sẽ chịu tổn thương nặng hơn, kết quả vẫn nên quay lại tìm một biện pháp khác thì hơn. Cái này gọi là mệnh gì đây? Người hút đạo tự giễu bỏ rồi. Không chết à? Trợ Hùng Ca thở vào nhẹ nhõm. Vân cơ càng kinh ngạc hơn Nào biết uy lực một kích của thánh lá sát Căn bản không tu sĩ nào cảnh dưới kim đàn có thể chịu được Nhưng mà hữu đạo lại có thể đối phó Nàng cảm thấy có chút khó tin Càng làm hai người giật mình là Sau khi đánh xong một kích Thánh là sát bỗng nhiên ngừng lại Dơ nhìn bàn tay vừa đánh ra một kích của mình Ở trên mặt là thần sắc bối rối Chậm rãi xoay người từ từ Nhìn về phía hữu đạo Nhìn thấy thánh lá sát chủ động nhìn chằm chằm về phía hữu đạo Vân cơ hết hồn Nghĩ đạo đã bị thương thành cái dạng này rồi Làm sao có thể chịu được nữa đây Nhất thời không biết nên đi cứu hay là không Bản thân nàng cũng không thể chịu nổi Nếu còn mang theo gánh nặng là nghĩ đạo nữa Thì hai người sợ rằng sẽ cùng xong đời Không khỏi tỏ ra do dự Xoẹt một tiếng Triệu hùng ca rút kiếm Quát đến với vân cờ Người ngăn cả một trường của nàng Ta dẫn hắn thoát thần trước Sau đó người trốn đi Được Vân cờ mới vừa đồng ý Nghiêu đạo chợt quát đến Đừng nhúc nhích Tất cả không được động Hắn nhìn chằm chằm thần sắc và phản ứng của Thánh La Sát Nhắc nhở lần nữa Không được nhúc nhích Nhất định đừng di chuyển Phản ứng trước mắt của Thánh La Sát Chính là kết quả hắn muốn Không thể tiếp tục làm Thánh La Sát tức giận được Một khi hai người kia vọng động lần nữa Chọc giận Thánh La Sát Thì sẽ xong đời tình trạng cơ thể quán hiện tại không cách nào có thể tiếp tục chịu đựng được kích thư hành. đến lúc đó kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ không nói còn rất có thể sẽ liên lụy tới tính mạng của mọi người thực lực của vân cơ mạnh nhưng mà muốn theo hai gánh nặng từ dưới tay thánh la sát chạy thoát thì chưa chắc không chưa chắc là được triệu hùng ca cùng vân cơ dần dần trợn to hai mắt đây sự khó tin chỉ thấy nghiếu đạo chẳng những là không chạy đi mà còn không biết sống chết đi về với thánh la sát Khóe miệng hữu đạo đang dì máu Trên mười ngón tay cũng có máu tươi tí tách chảy Hai chân run rẩy chậm rãi đi tới Không dám đi quá nhanh Sợ lại kinh động Trên mặt cố gắng nở một nụ cười hiền lành Cố gắng bày ra dáng vẻ không có ác ý Máu tươi tí tách Đi qua đâu thì kéo theo một đường máu tươi tới đó Ngươi làm gì thế? Chậu ca thực sự không nhịn được hô to Nghiếu đạo lập tức dựng thẳng ngón trò, đang dầm dè máu ở trên môi. Lắc đầu với gã, ý bảo gã chớ có lên tiếng quấy nhiều. Quay đầu lại làm chủ thủ thế y như vậy cho Vân Cơ xem. Cũng ra hiệu y vậy, đừng nên quấy giày, nhất định là đừng nên quấy giày. Chợ Hùng Ca trợn tròn mắt, nhìn Thánh La Sát đã mất đi sự cuồng bạo lúc trước, lặng lặng đứng yên tại chỗ thời ý thức được chắc là nghiếu đạo có biện pháp nào đó đối với lần này vân cơ cũng dần dần hiểu ra run rẩy đi về phía trước cảm giác khó chịu của thân thể dần dần bước hết đi bước chân nghiếu đạo cũng dần dần trầm ổn hơn cuối cùng hắn dừng ở trước mặt thánh la sát một người một yêu mặt đối mặt ở khoảng cách gần nhìn nhau trái tim triệu hùng ca và vân cơ thoát lên tới tận cổ họng Đều biết rằng lúc này Thánh Đa Sát tùy tiện phất tay đào qua một cái thôi Nghiếu đạo nhất định là phải chết Nhưng mà trên mặt nghiếu đạo vẫn duy trì mỉm cười như trước Còn chậm rãi nâng lên một bàn tay Chậm rãi đẩy ra Cũng mời Thánh Đa Sát làm như vậy Thánh Đa Sát cũng từ từ nâng một tay lên Nhìn móng vuốt của mình chậm rãi dựng thẳng đẩy, đẩy ra Một lợi chào của yêu ma Một bàn tay của người máu me đầm đề Dưới sự chứng kiến của triệu hùng ca và vân cơ Chậm rãi hợp lại với nhau bàn tay chậm lại, ngiếu đạo lập tức vận chuyển càn khôn quyết rót vào trong cơ thể thánh la sát, bắt đầu chậm rãi giúp nàng hóa giải yêu khí dị trùng trong cơ thể. trên mặt thánh la sát dường như là nổi lên một cảm giác thư thích, một tay bắt đầu rồi, ngiếu đạo thăm dò qua sắc mặt và hành động, lại nâng một bàn tay máu me dầm dề khác lên, chậm rãi đẩy ra. lần này thánh la sát rất phối hợp, cũng nâng một cái móng lên, lần nữa phối hợp với cánh tay của ngiếu đạo một người một yêu ma yên lặng thánh la sát thoải mái chậm rãi nhắm hai mắt lại dường như đang hưởng thụ cảm giác này rất nhanh triệu hùng ca và vân cơ đều thấy rõ ngân Huy ở trên hai cánh tay phía sau thánh la sát đang từ từ ảm đạm cũng đang từ từ thu nhỏ lại thu nhỏ dần khi nhỏ tới mức co lại ở trong xương bả vai sau lưng mới thôi toàn bộ bề ngoài của thánh la sát cũng đang dần dần phát sinh biến hóa lớn Ngân sắc giáp cốt ở trên người dường như là đang dần dần mềm đi Hào quang màu bạc ở trên tóc bạch kim Cũng đang từ từ ảm đạm Màu bạc dần chuyển thành màu cho Màu cho dần biến thành màu đen Ngân sắc giáp cốt trên người nàng đang mềm dần Thay đổi Dần chuyển thành đường nét các bộ phận như là con người Lợi trảo trên tứ chi cũng đang co lại Khi ngân sắc giáp cốt trên mặt thánh là sát hóa thành văn lộ ngân sắc Rồi dần ảm đạm Sau đó biến mất dưới dạng đã không còn thánh la sát nữa đã biến thành một nữ tử thướt tha trần chuồng không mảnh vải che thân da thịt trắng như tuyết thân thể duyên dáng tóc đen bay bay hai mắt chớp chớp lông mi thật dài triệu hùng ca và vân cơ ngẩn ra nhìn hai người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này mặt mũi quen thuộc ngân nhi đã trở về rồi ở trên mặt nhíu đạo cũng đờ một nụ cười sau khi buông tay hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình rồi run run lên Khoác đến chân thân trần trụi của Ngân Nhi Cẩn thận giúp nàng cột chắc vạt áo Che đi cảnh xuân Đang lộ lộ bên ngoài Cảnh tượng đó giống như đang chăm sóc Một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện vậy Chuyện đột biến này quá bất ngờ Mới vừa rồi còn đại yêu ma hung ác độc địa không gì sánh được Một lời không hợp là có thể đưa ra Đưa người ta vào chỗ chết Đảo mắt đã biến thành một nữ tử nhu mì yếu điệu Triệu hùng ca và vân cơ nhất thời Khó có thể thích ứng Giúp nàng cột trách y phục Ngần đầu Phát hiện không biết từ lúc nào Ngân Nhi đã mở hai mắt ra Hai mắt đen lúng liếng Không có bất cứ sự phức tạp nào Đôi mắt ngây thơ đang tò mò nhìn hắn Người hút đạo thử hỏi Ngân Nhi Còn nhớ ta chứ Ngân Nhi dường như đang cố gắng nhớ lại cái gì đó Chờ thôi lên một tiếng Đạo đạo Chính nàng dường như cũng có phần không dám xác định nghiếu đạo xem như đã nhìn ra vị này có ấn tượng với mình cũng không nhớ kỹ ăn lắm nhưng hắn nhớ là khi tiến vào thiên đô bí cảnh đưa ngân nhi về đẹp mộng huyện giới lúc này mới qua được mấy năm mà đã quên nhanh như vậy sao bởi vậy hắn cũng hiểu ra từ người biến thành yêu ma lại từ yêu ma biến thành người đối với ký ức của ngân nhi sẽ có hư hại đối với chuyện người hẳn là có quên nhiều ví dụ như chuyện của phu thê thương tục ngân nhi đã quên rồi thảo nào vĩnh viễn giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy nghĩ đến đây nghĩ hút đạo nở nụ cười quên đi là tốt có một số việc quên đi cũng không phải là chuyện gì xấu quên bị phong ấn mấy trăm năm quên chuyện hắn đưa nàng về huyện giới quên tất cả những chuyện không vui có lẽ cũng không có buồn lo cùng đau khổ đâu à mình xin phép ngừng đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện xin chào